Gia đình dạy anh biết yêu thương và nuôi dưỡng ước mơ. Thầy cô chắp cánh cho đam mê học hỏi. Paris, nơi anh được rèn luyện tri thức và chuyên môn, cùng nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện ở Sài Gòn. FV, nơi tin tưởng trao anh cơ hội mới. Tất cả những điều đó đã tạo nên người bác sĩ tận tụy như anh. Nếu không nhờ có anh, tôi đã không có ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ.